chiêu lòng Messi, Inter Miami chiêu mộ luôn vị thánh bóng đá. Thị trường chuyển nhượng tiếp tục chuyển động và người hâm mộ Inter Miami rất háo hức muốn biết về những động thái tiếp theo của câu lạc bộ. Inter Miami tiếp tục thể hiện tham vọng xây dựng một đội bóng đẳng cấp tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS và bao quanh Lionel Messi là những cầu thủ sẽ cho phép anh tỏa sáng khi đến Mỹ. Sau khi đảm bảo sự xuất hiện của Sergio Busquets và công bố Gerardo Tata Martino là huấn luyện viên mới của họ, Câu lạc bộ Nam Florida đã để mắt đến một huyền thoại bóng đá khác, thánh Andres Iniesta. Theo thông tin từ RAC1, Inter Miami đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn cho cựu cầu thủ của Barcelona và Vissel Kobe để thuyết phục anh gia nhập giải MLS. Ý định của đội bóng là có Iniesta vào mùa hè này, bổ sung anh vào hàng ngũ của Messi và Busquets. Đề xuất của Inter Miami đã tạo ra sự quan tâm đến Iniesta, người gần đây đã nói lời chia tay với Vissel Kobe sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, huyền thoại Tây Ban Nha cũng có những lựa chọn khác, bao gồm lời đề nghị từ bóng đá Ả Rập Saudi. Iniesta dự kiến sẽ phân tích cẩn thận các đề xuất khác nhau và đưa ra quyết định trong những ngày tới. Dù khả năng gặp lại Messi, Busquets và có thể cả Jordi Alba có thể là yếu tố quyết định lựa chọn của anh. Tiền vệ 37 tuổi vẫn muốn chơi bóng thêm vài năm nữa trước khi giải nghệ vĩnh viễn ở tuổi 40 sự xuất hiện của thánh Andres Iniesta tại Inter Miami sẽ là một bản hợp đồng có tác động lớn và là minh chứng rõ ràng hơn cho tham vọng của câu lạc bộ trở thành ứng cử viên nặng ký vô địch MLS kinh nghiệm phẩm chất và khả năng lãnh đạo của Iniesta sẽ là một đóng góp to lớn cho đội bóng và sẽ giúp nâng cao hiệu suất của Lionel Messi trong cuộc phiêu lưu mới ở hoa kỳ